cựu danh thủ thế hệ vàng bóng đá Croatia có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Robert Rozinecki, cựu danh thủ từng cùng đội tuyển Croatia ghi dấu ấn lịch sử ở France 98, là một trong những cái tên có thể thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Sau khi có thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, rất nhiều huấn luyện viên có tên tuổi và thành tích tốt trên thế giới đã tìm cách liên hệ với VFF để ứng cử ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trong số đó có Robert Rozinecki, thành viên đội tuyển Croatia gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup France 1998 với tấm huy chương đồng. Rozinecki thuộc thế hệ vàng của bóng đá Croatia, cùng thời với những tên tuổi lẫy lừng như David Suker, Vunimir Boban, Predrag Mijatovic hay Alen Buksic. Cựu danh thủ này từng thi đấu cho cả Barca lẫn Real, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tuyển Croatia cũng như huấn luyện viên tuyển Bosnia. Huấn luyện viên Rozinecki cũng từng là học trò thân tín của Lapko Petrovic, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa tại V-League. Cả hai có thời gian làm việc với nhau ở sao đỏ Belgrade, giành chức vô địch châu Âu mùa 1990-1991. Ngoài Rozinecki, một số nhà cầm quân khác cũng đang trong vòng quan tâm của VFF như Dragan Skosic, từng nằm trong danh sách 25. Huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021, có 2 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia Iran. Slaven Skelezic, từng dẫn dắt U17 Bayern Munich, hay Bojidan Bandovic, cựu huấn luyện viên Olympiacos và Bronze United. Hiện tại, VFF đang chuẩn bị cho Đại hội khóa 9 ngày 6 tháng 11 và AFF Cup 2022, đồng thời tiến hành tổng hợp các hồ sơ ứng viên ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam để chấm chọn. Nhiều khả năng danh tính vị huấn luyện viên mới sẽ được công bố vào đầu năm sau.